Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình Bibibap cùng với những bé bắp thân yêu. Ngày hôm nay các bạn nhìn thấy bắp bận đồ cổ trang trong một khung cảnh cổ trang như thế này và trên tay cầm một cái đồ cổ trang như thế này thì các bạn cũng sẽ biết là hôm nay bắp sẽ làm gì rồi chứ đúng không? Cộng thêm cái tựa đề nữa thì ngày hôm nay bắp sẽ làm một cái việc khó làm nhất trong tất cả những lần làm video cổ trang, đó là làm tóc đó các bạn. Có một cái đầu thôi, ít tóc nữa, không có biết là phải làm sao nữa các bạn à. Và hôm nay bắp sẽ sử dụng cái đồ đội đầu này để mà ghép vào trong cái bộ đồ cổ trang này. Bữa các bạn nói là cái góc này nó bị tối, thì thật ra không phải là do nó tối đâu các bạn. Bình thường khi mà bắp quay cái màn màu trắng á, là bắp quay vào buổi chiều, cho nên ánh sáng nó hát vào, chứ quay ban đêm thì nó cũng vẫn tối giống như là cái rèm này thôi. Với lại cái rèm thì nó có tối hơn thật, nhưng mà nó không có tối đến độ là âm u đáng sợ đâu. Thì ngày hôm nay bác có mở một chút ánh sáng lên rồi đó, để cho các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh sáng hơn. Và ở video trước thì các bạn thông cảm cho bắp nha, bởi vì có một cái sơ suất, đó là bắp đã đeo cái mic này ở ngay đây và cái bông tai nó đánh cái mic toàn ten, cho nên kêu rất khó chịu. Cho nên nếu mà bạn nào coi video trước và thấy khó chịu thì các bạn hãy thông cảm cho bắp nha. Rồi quay trở lại trong video ngày hôm nay của chúng ta, có bắp có một cái đèn ở đây. Thật mở cái đèn lên là sáng bừng 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 gương mặt rồi. Bắp sẽ để cái đèn chiếu yêu này ở đây. Cái kính chiếu yêu, cái gương chiếu yêu này ở đâu? Ở đây. Để cho bắp là thấy đường bắp làm tóc. Ở đây là có những cái dụng cụ làm tóc này nè các bạn. Rồi bây giờ thì bắp chỉ mới búi đại một cái cục ở trên đầu thôi. Bắp sẽ đổi cái này, bắp sẽ đổi cái đồ cái này lên. Nhưng mà để đổi cái này lên thì bắp nghĩ bắp sẽ làm cái kiểu tóc nào để cho nó phồng lên và nó, sau đó mình sẽ đổi cái này lên và bắp sẽ không có gắn tóc dài giả. Hiện tại là như vậy đi. Đấy, đây là cái góc cổ trang ngày hôm nay mới thực sự là quay cái góc này cho các bạn coi. Đó các bạn, trang trí đã đời, trang trí xong xuôi rồi thì bắp chuẩn bị đi Austin với Tina. Hồi bữa có nói với các bạn là bắp và Tina sẽ đi qua thành phố khác á. Là hiện tại bắp đang ở Houston, bắp sẽ đi qua một cái thành phố khác là thành phố Austin ở với Tina 2 tuần. Tại vì có cái quần dài ở trong này các bạn. Tại vì Tina đi lên Austin để làm việc á, cho nên bắp đi với Tina. Khi mà lên trên đó thì dĩ nhiên thì bắp cũng có thể quay những cái vlog hàng ngày cho các bạn coi cùng với bắp. Nhưng mà cái góc này thì phải 2 tuần sau quay trở lại các bạn mới có thể nhìn thấy lại cái góc này. Bắp có cả tóc cổ trang màu trắng ở đây nè các bạn. Có cả màu trắng ở đây nữa. Bây giờ thì có hướng dẫn ở trên YouTube bắp cũng coi nhiều lắm. Nhưng mà khổ nổi coi mà làm được hay không thì là một chuyện nha các bạn. Cho nên bây giờ bác sẽ coi lại một xí ra. Tại vì tóc của người ta là tóc nhiều á, còn tóc của mình là ít, cho nên mình phải gắn thêm tóc giả rồi. Ok. Nè bắp đang coi của bạn này chỉ nè. Đó bạn này chỉ làm tóc, đó là sẽ cột lên trên đây một cục trước. Sao mà nhìn người ta làm nó nhẹ nhàng, nó đơn giản dữ vậy trời. Ok bỏ tóc này qua đây, cột lại. Bỏ tóc này qua đây, cột lại. Ồ, xong rồi thắt bím lại cho nó gọn. Bắp phải lấy thêm mấy cái đồ cục tóc bằng thun nữa. Trời ơi, sao thấy người ta làm nhẹ nhàng đơn giản quá các bạn. Hồi nãy chị mới thấy người ta làm dễ quá, cái bắp nghĩ là bắp sẽ làm được á. Tự nhiên cái giờ tới đây cái bắp thấy chắc khó rồi nha, chắc khó rồi nha. Cố gắng. Tóc của bắp bây giờ nó cũng hết bết bết rồi đó. Tại vì một ngày chưa có. Ú cha ơi, hình như bắp thấy cọng tóc bạc. 30 tuổi rồi các bạn à, năm tới là 30 tuổi rồi, cho nên có tóc bạc là điều dễ hiểu, thôi để đó đi. Bây giờ thì bắp sẽ, trời ơi, cái đầu tóc bù xù như con ma, như con ma, nè thấy không? Nó bớt xuống nè, bắp cột lên cái nó bớt xuống nè. Nhưng mà bắp phải sức thêm mấy cái dầu nữa. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm theo hướng dẫn. Bắp sẽ tua nhanh cái lúc mà bắp đang làm cái này, xong rồi bắp chèn nhạc cho các bạn nghe, cà tưng cho vui nha. Hình xui nha, nó thấy nhạc này hay thì bắp chèn nha. Nhiều khi nhạc hay nhưng mà nó buồn lắm các bạn à. Nhưng mà khung cảnh thì chả có gì buồn cả. Thấy chưa, tóc bắp ít lắm. Chia ra một hồi nữa là hết tóc luôn rồi. Cột cái giữa này lên, cái dưới lên. Bắp vừa mới làm rớt cái đồ đội đầu rồi các bạn ơi. Cái cục này thì nó nhỏ quá. Không, cái cục này nhỏ lắm. Kiếm cái cục nào bự bự đi. Có mấy cái đồ bắp order nó vẫn chưa có về đó các bạn. Thôi, mặc dù cái cục này nó hơi nhỏ mà chúng ta cũng sẽ phải xài cái cục này thôi. Ịnh một phát là nó dính luôn. Quên nữa, mình phải chẻ cái ngô ở giữa cho nó bằng nữa nha. Cho nó thẳng tắp nữa. Được một bên gọn gàng rồi nè các bạn. Hình như bắp để nó không có đều á. Thôi kệ nó đi, chắc không ai để ý đâu.
Một hồi mình cũng đổi cái cục kia lên mà. Cái này mình coi người ta làm xong rồi mình lúc mà mình làm á, mình có cái đầu của mình hợp với cái nào thì mình sẽ biến tấu ra đó các bạn, chứ mình không có làm y chang được. Ôi. Rồi. Cũng hơi giống cửa tròn ha. Bây giờ thì mình sẽ ngựa ngựa, mình sẽ tách cái tóc này ra. Trời ơi, tóc bóp ngắn nè, ngắn rồi nè. Bóp sẽ thắt bính, thắt bính. Ờ, ở trên đây còn một khúc tóc này hồi nãy nè. Bóp sẽ thắt bính lại. Ở đây bóp có mấy cái đồ cụp tóc mà trong suốt này các bạn. Thật ra là ở cái video trước á, bóp quay video đập hộp với các bạn. Ngựa, không hiểu sao đeo cái đôi bông tai, cái quên gỡ ra. Trời ơi, nó đập cho trong cái mic. Nhưng mà thực sự phải nói là nhờ như vậy cho nên mới có thể ngăn chặn được những cái sự cố trong tương lai á các bạn biết sao không? Tại vì trong suy nghĩ của bác lúc nào cũng có một cái những cái sự cố mà xảy ra với mình á là thế nào cũng sẽ có một cái ý nghĩa gì đó đó. Thì khi mà bác xảy ra cái sự cố đó thì bác cảm thấy rất là hên luôn á. Edit video lại đó nó đập như vậy á thì bác biết là mình hơi bị hớ hên trong cái việc mà xài cái mic á. Thì khi đó bác cảm thấy rất là may mắn bởi vì sắp tới á bắp tính đi lên Austin ở với Tina, bắp đâu có đi thấy cái studio của bắp được. Thì bắp sẽ có quay video kể chuyện. Bắp tính là không có mang theo cái mic gắn vào trong cái máy tính riêng mà sẽ mang theo cái này. Bình thường thì bắp cũng không có để ý tại vì xài cái này á mình đâu có cái tai nghe để mà nghe phụ vô cái âm thanh dội lại đâu. Nhưng mà nhờ cái sự cố đó cho nên bắp mới quyết định là sẽ mang theo đồ nghề để quay. Chỉ là không có mang theo cái phông xanh theo được thôi tại vì cái phông xanh nó rất là to. Tại vì cái video vlog cho nên mình có thể dễ chỉnh sửa và các bạn cũng có thể dễ chăm trước cho bắp những cái âm thanh. Chứ còn mình kể chuyện mà cứ nghe cụp như vậy thì nó rất là khó chịu. Mà mỗi lần bắp kể chuyện là tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng á, mà các bạn tưởng tượng sử dụng cái mic này xong rồi nó hư âm thanh, trời chắc là sẽ tức chết luôn á. Cho nên rất là may mắn khi sự việc đó xảy ra và bắp đã có thể trời ơi thôi tới cảm nổi các bạn ơi. Ủa sao hay vậy, sao bắp làm được cục rồi nè. Ủa sao hay vậy, trời ơi tự bây giờ thiên tài bộc lộ đó các bạn đó. Cho nên sắp tới bắp đi Austin bắp sẽ đem theo đồ để mà quay nữa, nhưng mà quay kể chuyện thôi chứ còn đọc chuyện á, giống như là đọc những cái câu chuyện của các tác giả sáng tác á thì bắp sẽ phải đặt quay ở trong studio có điện xanh, có phông xanh nè, với lại ở nhà của bắp á thì sẽ kín hơn là khi mà đi lên cái chỗ của cháu của bắp. Kiểu như là ở nhà mình thì sẽ không có tạp âm nhiều với các bạn, còn cháu của bắp đi lên thành phố khác á, đi lên Austin ở á, trời nó rối rồi, gây sớm quá. Đi qua thành phố khác ở thì ở chung cư, mà ở chung cư thì nó không có được yên tĩnh giống như ở nhà của mình ấy. Ê, bắp đi lên đó bắp sẽ quay lại cái chỗ của Tina ở cho các bạn coi nha. Tiền mướn á rất là mắc luôn á. Ôi tính ra làm cái này cũng đơn giản á các bạn. Bây giờ bắp chỉ cần kẹp một cái miếng tóc giả ra đằng sau thôi á là thấy ủa cũng đâu có khó lắm đâu. Trời ơi thời tới cảm nổi. Bắp đang làm cái gì trên đầu bắp vậy? Cái mic này nó cũng điên lắm các bạn ơi. Cái khi á thì thu âm rất là tốt. Tại vì nó tiện á, các bạn sao mình đi vòng vòng á. Bắp hay quay mấy cái video vlog nè, mình đi vòng vòng á mà mang mấy cái mic kia thì nó sẽ vướng díu lắm. Còn mang cái này thì nó tiện, nhưng mà có điều thì âm thanh nó sẽ không có được hay cho lắm. Cộng thêm việc đôi khi nó bị ồ á. Cái video trước mà bắp đập hộp cho các bạn coi á là nó có nhiều lỗi lắm luôn á, nó bị ngựa ngựa các bạn. Là bắp đập cái trời sao mà tự nhiên bắp thấy tương lai của bắp tươi sáng quá các bạn ơi. Bắp cảm thấy như là chỗ sự việc cổ trang của mình sắp phát triển rồi đó. Trời ơi làm được cái đầu rồi nè. Bắp hay vậy đó các bạn, nói chuyện cái hồi cái nó qua nó lại chả biết chả nhớ là đang nói cái gì nữa. Nhưng mà đại khái là video trước khi mà quay á thì mình sẽ tập trung ở mình coi ánh sáng nó có bị tắt hay không, mình coi cái máy quay của mình, rồi mình coi cái nội dung mà mình quay, mình tập trung mình quay, mình cũng không có để ý là cái bông tai nó cứ đập cho cái mic. Với lại các bạn cũng nói với bắp là cái góc nó sáng, cái góc nó hơi tối á, thì đúng là hôm đó bắp không có bỏ đèn ở đây. Các bạn ơi, các bạn có trông chờ vào những video kế hay không? Chứ bắp cảm thấy bắp rất là trông chờ. Bắp cảm thấy là làm được một cái đầu mà cảm giác như là trình độ làm tóc của bắp đã lên tới cái kiểu như là được thăng thiên á các bạn. Thấy ghê vậy, thăng thiên. Kiểu như là được thăng cấp lên mấy bậc luôn á. Nó gọn hẳn luôn á, nó nhẹ đâu nữa. Tự hào quá các bạn, bắp tự hào với bản thân mình quá. Ê, sao mày? Ủa các bạn nhìn nè, nó gọn nè, gọn không? Trời ơi, quay ra sao không gọn, chắc quê chết đi ấy. Đấy. Trời nó gọn ơi là gọn rồi. Bắp có cụm tóc chỉ ra thấy ghét quá à. Ở đây nè các bạn, nó hơi hói á, bắp có cái bột bỏ lên cho nó đen.
Ây da, ây da. Ủa bữa mua chưa xài luôn á, đâu rồi? Đây này các bạn, cái này bác cũng chả biết á là xài như thế nào nữa, nhưng mà bác có mua. Ủa, ủa alo, mới tự hào luôn á. Kẹp nó lại thôi. Ok, được rồi. Cái bột này á, ở những cái nơi nào mà mình hở nhiều cái da đầu quá thì mình sẽ rắc cái bột, giống như là bột phấn này lên. À, bột phấn màu đen. Để lên trái che đi những cái đó. Cứ đứng dậy rồi lấy đồ, đứng dậy rồi lấy đồ. Thật sự là bác cảm thấy, bây giờ bác cảm thấy là cái bác bắt đầu. Ủa khoan, để làm xong cái đã rồi rắc lên. Bác nãy bác mới vừa đi bác đá một phát cái giờ nó vậy nè. Cái này hôm nay bác làm tóc rồi bác gắn cái này lên cho các bạn coi thôi. Cho nên bác chưa có kiếm đồ để gắn chặt vào trong cái đầu của mình á, để mình đi nó không bị rớt. Cái này thì bác rất là ưng, chỉ có được cái bông tai có hình con bướm bướm nhìn phèn chúa các bạn. Sự cố cái mic thu âm này nè là xảy ra nhiều lắm. Có hôm á thì bị bông tai đập giống hôm qua. Có hôm thì bị mất tiếng tại vì nó hết pin các bạn. Nhắc mới nhớ coi lại coi có pin không. Nó hết pin xong mình cứ nói tới hồi thu âm lại có hình thôi không tiếng, thế là mình phải quay lại. Nói chung là khi mà làm YouTuber á thì sẽ có những cái sự việc nó xảy ra vui lắm, vui lắm. Mới có đá một phát nó rớt có một xí thôi mà nó rối dữ vậy. Bác sẽ phải mang máy tính, mang tất cả các thứ để lên trên kia để có edit video á các bạn. Bác đã ghi hình xong luôn rồi, đã hoàn thành xong cái công đoạn ghi hình cho người mẹ quỷ. Nhưng mà cái công đoạn hậu kỳ á các bạn, trời nghe thấy ghê không? Công đoạn hậu trường, hậu kỳ đó là mình phải edit video nè, thêm âm thanh nữa, nó rất là lâu. Một cái video đọc truyện á là edit rất là lâu, hơn một ngày luôn á. Nhưng mà thích thì làm thôi các bạn. Để bắp gắn lên đầu xong rồi mình ngồi mình nói chuyện với nhau nha. Một hồi bắp sẽ sống ảo mấy tấm hình. Và quan trọng là bây giờ gắn như thế nào. À trời ơi, nó đỡ phèn hơn hôm bữa ha các bạn. Hôm bữa bắp lấy ra bắp ịnh đại lên đầu, trời ơi nó phèn chúa. Ịnh sao ta, ịnh gì hả? Bắp có cái này nè, bắp có cái cục đội đầu này. Một cục đi. Ôi bắp sẽ gắn cái cục này lên. Hôm nay bắp makeup cũng hơi đậm một xí. Có hơi nhiều hơn bắp makeup đậm lắm. Để cho hợp với cái cổ trang ấy. Một hồi nữa thì chúng ta vừa làm vừa tâm sự. Có nhiều bạn thương bắp kêu trời ơi bắp ơi bắp đổi chủ đề đi. Bắp làm video này flop quá à. Đang không ai coi hết trơn á. Đang trời các bạn ơi cũng 20 mấy ngàn người vô coi á. Làm sao là không có ai coi được. Đối với bắp á là một người coi cũng rất là đáng quý rồi. Với lại nói thật nha, một người làm YouTuber mà 3-4 năm thì chẳng lẽ chả có kinh nghiệm gì chứ đúng không? Thì thực sự với bắp thì bắp cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm để làm YouTuber rồi. Nhưng mà bây giờ á là một cái sự lựa chọn giữa muốn theo trend nè để mình có được nhiều view thì cũng sẽ có cách, hay là mình muốn relax, chill thôi, kiểu như là thư giãn thôi. Mình sẽ làm những gì mà mình thích và mang những chia sẻ những cái điều mà mình thực sự thích đến với các bạn. Thì ngày xưa khi mà bắp chơi slam thì bắp thực sự thích chơi slam và chơi những cái đồ chơi. Nhưng mà sau thì mình cũng trưởng thành rồi đó các bạn, nó bớt trẻ nghét rồi. Dù gì thì cũng đã sắp xỉ qua 30 rồi. Thì bản thân bắp sẽ thích những cái khác chứ nó không có còn là những... Chết rồi. Khoan nha, các bạn cho bắp xí tì nha các bạn. Nó rối. Nó gối rồi, đợi xí nha. Bắp gắn vô cái đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Rồi nó lại gối. Truyền ngôi. Bắp chả hiểu là bắp gắn cái cục này là làm gì nữa các bạn ơi. Ok được rồi. Ok. Bắp cảm thấy ngày hôm nay là bắp đã vượt bậc. Rồi nó bị rối rồi. Ngày hôm nay bắp đã vượt qua được chính mình đó các bạn. Tại vì mới ban đầu là mình làm nó đã ok rồi. Nhưng mà khi mà mình kẹp mấy cái này lên nó làm cho tóc của mình bị rối. Không sao. Đợt tới á, khi mà làm mấy cái kiểu đơn giản hơn. Cái kiểu này thực sự là nó đơn giản nhưng mà có điều á, nó mắc cái này nè các bạn, cái cục này nè. Giờ bắp sẽ cột cái này lại để mang cho nó không có bị xúc. Bắp bị trật vai. Hôm qua mới đi ngủ xong rồi bắp thức dậy bắp bị trật cái vai đây nè, cho nên quay lại rất là khó khăn. Cái ngày bình thường á thì không có lôi mấy cái này ra quay đâu, nên nó bị hả? Bị cái gì á? Rồi, được rồi. Bắp nghĩ nó sẽ tạm để như vậy. Bắp không có biết là người ta gắn chặt cái này bằng cách nào á, chắc là dùng kẹp tâm hay là dùng cái đồ cột gì đó để bắp nghiên cứu. Tại quay á, chụp hình như vậy thì ok, chứ còn mà mình đi ra đường mình nhảy cà tưng á thì nó khó. Bây giờ bắp sẽ lấy cái bột này để bắp phủ lên mấy cái chỗ mà nó bị hói. Nó có quớt không ta? Bắp không biết xài sao luôn á. Ủa, alo. Ủa, bột các bạn ơi, chứ không gì hết trơn á. Bột hay à. Ủa nó phủ nè. Ui trời, thấy ghê quá. Bắp mua bắp xài thử thôi chứ bắp chả biết nó quớt như thế nào nữa. Ồ, hay quá ha. Nhìn nó nhiều tóc hơn hẳn á các bạn.
giờ ơi, cái chỗ này nó dính bột nhiều quá, nó hơi dơ thôi, bột đen đen á, trời ơi, nó rớt bột lên trên mặt bắp rồi. Bắp nghĩ là bắp đã có thể tự tin với cái đầu tóc của bắp rồi nè các bạn. Ngày hồi nãy các bạn thấy nó phèn ỉa ha, bây giờ nó cũng nó chết bay. Trời ơi, những lời nói thô tục như thế này không thể nào phát ra từ một người có thân phận cao quý như ta được. Bậy quá, bậy quá, bậy quá. Ủa đâu? Ủa alo? Bắp còn có một cái bông tai nữa, nó rớt đâu rồi các bạn? Cút hà, một cái bông tai nó đâu rồi? Hồi nãy mình đá rớt xuống nó có văng ra không ta? Ủa? Ở đây nè. Rồi xong. Xong tạo hình của chúng ta ngày hôm nay. Đó các bạn. Sở dĩ mà bắp muốn làm cái góc này là vậy đó. Chết rồi. Bắp sẽ đưa cái này ra ngoài. Có cái mít để đây mắc cười quá à. Giấu cách nào giấu cái mít đi không trời? Thiệt á. Giống lại. Các bạn tưởng tượng là không thấy cái mít đi nha. Đang làm điệu đó các bạn. Đang nhớ bộ điệu á. Bắp cảm thấy là bộ đồ này nó rất là hợp với cái kiểu như thế này. Không hiểu, hiểu hiểu sao là bắp thấy cái này là bắp nghĩ tới bộ đồ này ngay. Mà cái câu chuyện về cái bộ đồ này là như thế này. Hôm bữa bắp móc ở trong đây nè, bắp móc nguyên một dãy đồ cổ trang luôn. Bắp biết vì sao có một số diễn viên cổ trang khi mà đóng phim cổ trang cái cổ nó hơi bị gù rồi, thì cái đầu nó rất là nặng nha. Mình ngửa cái đầu ra thì mình sợ cái đồ nó rớt xuống cho nên người ta sẽ trì cái đầu xuống, cho nên mình nhìn đó thì mình nghĩ là đầu của người ta bị gù, nhưng thực ra là người ta phải chịu một cái lực tóc rất là nhiều và người ta sợ nó rớt ra cho nên người ta cố gắng trì lại. Thì bất kể các bạn nghe cái câu chuyện về bộ đồ này thì mà bắp thấy cái này nè là bắp thấy nó hợp với cái bộ đồ này liền ngay lập tức luôn á, y như là chúng nó sinh ra là dành cho nhau á. Thì bắp mới tìm, thì hợp bắp máng sao bắp máng cái khúc váy ở dưới á là qua một cái móc khác, còn cái khúc áo này thì lại đi qua một cái móc khác. Bắp tìm ra được cái khúc váy với lại cái khăn quấn, nhưng mà cái áo này thì bắp tìm mãi cũng không ra các bạn. Bắp bật đèn, bắp tìm hết tủ này, bắp tìm vòng vòng, bắp nói ủa không thể nào mà nó lạc, không thể nào mà nó mất được, nó chỉ lạc đâu đó thôi. Cái tối hôm qua cái bắp mới đứng dậy bắp tìm một lần nữa, thì khi đó phòng bắp tắt đèn tối thui à, có một cái đèn ngủ à, trước khi bắp ngủ thì bắp để đèn ngủ mờ mờ á, cái bắp mới đứng dậy bắp mở đủ ra, thì bắp vừa mới kéo ra thì bắp thấy cái áo nó rớt một nửa nè. Mình móc cái áo vô trong đây đúng không, đó thì nó rớt một nửa như thế này nè, cái nửa ngoài thì nó nằm ngoài đây, còn cái áo thì nó treo toàn ten và nó bị nằm ở trong một cái đống đồ cổ trang á. Thì khi mà bắp vừa dở ra là ngay chỗ cái áo luôn các bạn. Thấy luôn. Bình thường á, tìm không ra đâu. Tự nhiên tối tắt đèn tối thui mở ra tìm. Tìm thấy mới ghê. Tâm linh không? Sợ không? Thì đó là câu chuyện của cái áo nè. Rồi quay trở lại câu chuyện về YouTube nè. Thật ra thì bắp muốn chia sẻ với các bạn á, làm YouTuber cũng lâu rồi. Cho nên kinh nghiệm mà làm YouTube nè, ví dụ làm gì nhiều view, thì bản thân bắp cũng có. Nhưng mà quan trọng là bây giờ bắp cũng không có muốn chạy theo cái số view, chạy theo thị trường nữa, mà mình muốn có một cái gì đó cho riêng của mình. Sẵn đây thì bắp nói luôn một cái tip dành cho các bạn muốn làm YouTube khởi đầu á, là mình nên tìm những cái trend, mình nên làm theo những cái trend mà người ta hay làm. Nguyên nhân vì sao? Khi mà mình mới bắt đầu làm YouTube, người ta không chưa biết tới mình, thì cái kênh của mình nó không có được recommend nhiều, không có được kiểu như là hiện lên để giới thiệu nhiều á. Khi mà mình được một cái số lượng coi nhất định nha, thì nó mới nhảy lên cái ô tìm kiếm. Ờ, nó vậy đó các bạn. Cho nên đối với các bạn mới vừa bắt đầu muốn làm YouTube mà muốn có nhiều view á, thì mình phải có cách làm sao để mình câu được nhiều view, kiểu như dạng là câu view á. Nhưng mà mình câu view theo kiểu ô mô trắng sáng, thanh cao đó các bạn, chứ không phải là kiểu như là câu view mà dạng như là câu view kỳ, câu view không đúng á. Chả biết mà bắp đang nói cái gì nữa, mà cái đầu này nó ảnh hưởng tới bắp quá các bạn. Thí dụ bây giờ đang hot là ăn cái món gì, hoặc là có một thời là hot làm cà phê bọt biển, hoặc là làm trứng phồng phì. Đó, mỗi một giai đoạn lúc nào cũng sẽ có những cái nó hot trend. Thì các bạn biết nắm bắt được cái nào nó đang là hot trend, các bạn làm thì nó sẽ có rất là nhiều view. Bởi vì khi mà một cái gì đó nó đang là hot trend đó, thì sẽ có rất là nhiều người ta muốn tìm hiểu về nó. Cho nên người ta sẽ search, người ta sẽ tìm hiểu cái từ khóa về nó. Khi mà cái từ khóa người ta bấm ra, người ta sẽ lướt coi thì thế nào á, người ta cũng sẽ đi đến cái video của mình.
Không biết là nãy giờ Bắp nói các bạn có hiểu không, nhưng mà đại khái là vậy đó. Giống như là ngày xưa thì thực sự slam cũng là hot trend, cho nên Bắp đã làm slam và nhờ vậy là nhiều bạn biết đến Bắp. Và lúc đó thì thực sự là slam nó rất là tuyệt vời khi mà nó cho mình thư giãn và mình có thể biến tấu làm thành nhiều loại slam, như là trộn slam hoặc là slam mây, slam jelly, tùm lum slam hết. Nhưng mà sau ấy, như Bắp nói với các bạn này, Bắp đã lớn rồi, Bắp cũng không có muốn chạy theo thị trường nữa. Bắp muốn làm một cái gì đó của riêng mình, giống như là những cái video hàng ngày. Bắp biết á, là view nó không có nhiều, nhưng mà nói về cái vấn đề view á, view nhiều nó cũng sẽ có cái bất lợi của nó, và view ít nó sẽ có cái lợi của nó. Giống như khi mà view ít thì những cái người mà coi mình nó giống như là những người thân trong gia đình vậy. Còn khi mà view nhiều á thì người ta thấy một cái chủ đề gì hot, hoặc là video gì của mình làm về chủ đề nào hot á, người ta vô người ta coi thì người ta có rất là nhiều người lạ đi vô kênh của mình. Các bạn tưởng tượng một ngôi nhà mà có rất nhiều người lạ đi vào, và những người lạ đó người ta không biết mình là ai hết, thì có thể người ta không thích cái mình làm, người ta sẽ phê bình, hoặc là người ta sẽ chửi mình, thậm chí là chửi mình nữa. Thậm chí mà mình không quen người ta, nhưng mà người ta sẽ chửi mình những cái rất là thậm tệ. Cho nên hiện tại thì Bắp rất là hài lòng với những gì đang diễn ra trong kênh của mình. View thì thực sự nó sẽ thấp hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà Bắp rất là hài lòng, bởi vì tất cả những bạn đang coi ở đây đều là tri âm, tri kỷ của Bắp. Thực sự là Bắp rất biết ơn các bạn đã hàng ngày vào trong kênh của Bắp để mà xem video của Bắp mỗi khi mà Bắp up video. Và các bạn đã luôn âm thầm chờ đợi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Mỗi lần mà Bắp coi những cái comment của các bạn nói là mỗi ngày đi vô thấy Bắp là tràn đầy năng lượng, thấy Bắp là thấy vui rồi, thì Bắp cũng cảm thấy rất là vui khi được chia sẻ với các bạn về cuộc sống của Bắp, về những điều mà cá nhân của Bắp thích. Đó là vậy đó các bạn. Đại khái là bổn cung. Bổn cung. Trời qua đóng vậy ác luôn đó trời ơi. Cái mặt người ta hiền muốn trớt vậy nè mà có người kêu ác. Cái mặt bà Bắp bà ác quá, bà đóng vậy ác đi. Trời ơi ác cái chung nào các bạn. Cái mặt tôi hiền như vậy mà sao các bạn lại bảo là tôi ác? Tôi ác ở chỗ nào? Ta là người hiền nhất trên thế gian này rồi, không ai hiền hơn ta đâu. Nếu như mà có ai hiền hơn ta thì ta sẽ giết người đó để ta trở thành người hiền nhất trên thế gian này. Nói đùa thôi nha các bạn, đừng tưởng thiệt chứ Bắp hiền khô rồi các bạn, hiền khô. Nói chung là cái tính của Bắp ở ngoài đời nó cũng nhoi như vậy đó các bạn. Có nhiều bạn nói trời ơi bà 30 tuổi mà bà nhoi, bà nhoi như là mấy tuổi vậy, 2-3 tuổi vậy. Mà chắc nít 2-3 tuổi chắc có đứa cũng không có nhoi bằng Bắp như vậy đâu. Nhưng mà ra là do tính tình của mọi người thôi. Thật ra Bắp thấy là cuộc đời rất là ngắn ngủi mà, cho nên tại sao mình phải khắc khe với tất cả mọi chuyện. Và có một cái câu mà Bắp rất là thích là why so serious, có nghĩa là hỏi tại sao lại phải nghiêm túc. Có những chuyện thì mình sẽ phải nghiêm túc, nhưng mà ở những cái phạm trù cuộc sống hàng ngày bình thường thì tại sao lại phải quá nghiêm túc chứ, đúng không? Thôi thì mình cứ xõa đi, mình cứ bung xõa đi. Ai mà thích tính cách thực sự của mình thì người ta sẽ thích. Chứ còn mình nice sừ, giả bộ nice sừ quá thì cũng không được á các bạn. Thôi, ngày hôm nay thì Bắp cảm thấy như là Bắp đã chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp làm tóc của Bắp rồi. Bắp cảm thấy Bắp sẽ dần tự tin hơn khi mà làm những cái bộ tóc cổ trang. Vậy cái bộ đồ cổ trang màu trắng ngày hôm bữa thì cỡ tháng 11 hay là giữa tháng 11 nha. Tại vì sắp tới như Bắp nói với các bạn là thứ hai này là Bắp sẽ đi lên Austin ở với Tina 2 tuần. Thì sau khi quay về 2 tuần thì Bắp sẽ phải sắp xếp công việc để mà ghi hình lại cho đọc truyện ma. Sắp xếp tất cả các thứ rồi mới thu xếp thời gian để đi ra công viên chụp ngoại cảnh cho cái bộ đồ đó, quay ngoại cảnh rồi cũng như là quay cái video cổ trang cho cái áo màu trắng đó. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay thì Bắp muốn trước khi đi Austin quay trở lại với các bạn, nói chuyện với các bạn nè. Một phần là muốn thử làm tóc để coi là cái kỹ năng làm tóc của mình có được lên lên cơ tí nào hay không. Thì nó cũng có lên cơ một xí đó các bạn, cũng vui lắm luôn á. Một phần nữa là Bắp muốn cho các bạn coi lại cái góc quay này. Khi mà Bắp để lại đủ ánh sáng thì nó không có tối như ngày hôm bữa nữa. Tại hôm bữa thì nhiều bạn phàn nàn là nó tối quá là tại vì Bắp quên. Chứ phải lười nha các bạn, quên chứ phải lười, quên ơi, quên lắp ánh sáng, quên lắp ánh sáng vô. Thì đây có cái đèn này nè, đó nó chói ở đây, nhưng mà cái đèn ở đây á Bắp chỉnh một cái màu nó trùng với cái màu đèn này, tại vì hồi đợt mình có đập hộp đèn chỉnh màu được á các bạn. Thì cái này Bắp chỉnh cái màu nó hơi vàng vàng, nó chỉnh được màu hả xanh đỏ tím vàng luôn, nhưng mà Bắp chỉnh cái màu cho nó tệp với cái đèn ở đây thì mình sẽ cảm tưởng như là cái đèn ở đây nó làm sáng cái khung cảnh này, nhưng không, là cái đèn nằm đây nè. Đó, còn một cái đèn ở trước mặt của Bắp nữa là nó rọi, nó đập thẳng vô trong bản mặt của Bắp thì nó sẽ làm sáng Bắp và chỉnh theo cái màu khác. Trời ghê trời. Sao vậy này, Bắp thấy Bắp yên bác ghê các bạn, kiểu được mình được nâng lên một tầm cao mới. Nói chung là
xuyên suốt trong cái buổi làm video này thì có những cái câu Bắp nói rồi là Bắp nói đùa để cho các bạn vui thôi nha, còn các bạn không thấy vui thì thôi chứ đừng có trách cứ Bắp tội nghiệp Bắp nha các bạn nha. Nếu mà các bạn theo dõi Bắp lâu rồi thì các bạn cũng biết tính khí của Bắp như thế nào, mà nó điên điên, nó khùng khùng vậy đó, cho nên kể nó đi. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp sẽ phải tháo cái đồ này xuống thôi, chứ nói thật hồi nãy tới giờ hả, Moan nó cũng hơi bị mỏi cổ đấy các bạn. Nhưng mà nó cũng Bắp nghĩ là nó sẽ No. Thôi ơi, Bắp nghĩ là nó sẽ dễ rớt ra lắm chứ. Nhưng không, nó không có dễ rớt. Nó cũng khá thoải mái. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Trời ơi, phải thì mị chứ các bạn, chứ mà còn nho nho giống như mọi lần, nó là rớt cái đầu xuống á. Rớt cái đầu xuống luôn á các bạn. Lại rớt. Rớt xuống. Rớt xuống vậy luôn á. Ê, bây giờ tháo ra. Cái cục này. Úi da. Gớt. Chết rồi. Giật ra luôn á. Được rồi. Tháo cái này ra mượn hú hồn. Ê.